Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Long, phòng kỹ thuật công ty Trung Đông. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi mật khẩu các thiết bị TND bằng phần mềm EasyLine. Đầu tiên các bạn sẽ mở phần mềm lên và sau đó mình sẽ vào mục quản lý thiết bị. Sau đó các bạn sẽ chọn thiết bị cần thay đổi mật khẩu. Ở đây mình sẽ chọn cấu hình. Tiếp tục các bạn sẽ chọn là mục quản lý người dùng. Thì tại đây các bạn cũng có thể thay đổi cái mật khẩu user là admin, hoặc là mình cũng có thể thêm được một cái user khác để phân quyền sử dụng những cái thiết bị camera hoặc là đầu ghi TND. Và bây giờ mình sẽ chọn là cái viết để thay đổi cái mật khẩu user là admin. Các bạn sẽ nhập mật khẩu ban đầu và tiếp theo mình sẽ nhập mật khẩu mới và xác nhận là cái mật khẩu mình cần thay đổi. Sau khi mình nhập xong thì các bạn sẽ nhấn OK. Thì đối với những cái thiết bị khác, điện thoại hoặc là những cái thiết bị máy tính, thì sau khi các bạn đã thay đổi mật khẩu thì nó sẽ không được cập nhật mật khẩu mới. Bắt buộc các bạn sẽ vào quản lý thiết bị, sau đó mình sẽ chọn là cái viết để chỉnh sửa cái thông tin của thiết bị. Các bạn sẽ nhập cái mật khẩu mới vào và sau đó mình sẽ nhấn lưu. Vậy là mình cũng đã hướng dẫn các bạn xong cách thay đổi mật khẩu thiết bị camera TND bằng phần mềm EasyLine. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn những video sau.